Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 14 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các hoạt động quan tâm đến các đối tượng chính sách, gia đình hộ nghèo, người lao động khó khăn trước Tết Nguyên đán. Làng nghề giò chả Chai Trang vào vụ Tết. Trống đồng Tân Quang vào bộ sưu tập văn hóa Đông Sơn. Ý nghĩa Tết Ông Công, Ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,2% so với năm 2021, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%. Số người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm trên 38% lực lượng lao động. Các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 được triển khai kịp thời. Công tác chăm lo cho gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách xã hội được đảm bảo với tổng số tiền trên 29.000 tỷ đồng. Tại Hưng Yên, năm 2022 đã tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 52.000 người, tạo việc làm mới cho trên 25.000 lao động. Công tác chăm lo cho gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách xã hội, đối tượng bảo trợ được thực hiện kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 1,93%, giảm 0,62% so với năm 2021. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 đầy đủ, sát yêu cầu thực tế địa phương, xác định rõ các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023 để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên quan như Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nắm bắt về tình hình nhu cầu sử dụng lao động, thực hiện các giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động, đảm bảo kết nối cung cầu lao động, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn của ngành, thực hiện kịp thời hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, thường xuyên kiểm tra giám sát tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp theo là chùm tin các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi thăm tặng quà gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Khuê, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, trao quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh cho 5 gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn các xã Giai Phạm, Thanh Long, Lý Thường Kiệt. Tiếp đó, đồng chí trao cho huyện Yên Mỹ hơn 20 tấn gạo hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Thế Cử, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Khoái Châu. Trong đó có 50 xuất quà của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, gửi tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi xuất quà trị giá 1 triệu 200 nghìn đồng. Nhân dịp này, đồng chí trao tặng hơn 37 tấn gạo cho 1.501 hộ nghèo trên địa bàn huyện Khoái Châu. Tại huyện Tiên Lữ, đồng chí Đào Hồng Vận, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, tặng quà bà Vũ Thị Sịnh ở xã Lệ Xá là thương binh hạng 4/4 và ông Đặng Xuân Thiện, xã Đức Thắng là thương binh hạng 3/4, tặng quà đảng viên 75 năm tuổi đảng Lương Văn Duy, xã Nhật Tân và đảng viên 75 tuổi đảng Lê Hữu Duy ở xã Hương Đạo. Cùng ngày, đồng chí Đào Hồng Vận trao hơn 15 tấn gạo tặng 1.541 người nghèo ở các xã thị trấn trong huyện Tiên Lữ. Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đang đến gần. Những ngày này, việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đang được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp tích cực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Bà Bùi Thị Luyến hơn 70 tuổi, là hộ nghèo nhiều năm nay, sống một mình trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp,
Cuộc sống chủ yếu dựa vào làm nông nghiệp nên việc xây dựng nhà đối với bà rất khó khăn. Năm nay, được sự hỗ trợ của quỹ người nghèo huyện, chính quyền địa phương và nguồn huy động từ người thân, bà Luyến đã xây dựng được căn nhà mới với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng, kịp khánh thành vào đúng dịp Tết Quý Mão này. Trước kia là nhà tôi xuống cấp là gần đó, thì là tôi rất lo lắng. Thế bây giờ là đã nhờ cấp lãnh đạo trên tỉnh, huyện, xã, thôn quan tâm đến tôi mà đã làm được nên một cái gian nhà cứng rắn như thế này là tôi rất cảm ơn. Tết này là có cái nhà cao giáo, tôi rất phấn khởi. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, năm nay việc chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo trong hoàn cảnh khó khăn đã được tỉnh, các ngành địa phương chủ động có kế hoạch từ rất sớm, đồng thời huy động nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo. Ngoài cái quà của trung ương, của tỉnh, thì huyện tôi đã dành một số phần quà dành cho các dân khó khăn, vận động các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội được 704 suất quà cho hộ nghèo và 513 suất cho hộ cận nghèo, trên 400 suất quà dành cho các gia đình chính sách và trên 100 suất quà để dành cho những người khó khăn có một cái Tết đầy đủ, vui tươi, lành mạnh và hạnh phúc. Nhằm tri ân chia sẻ lợi nhuận của công ty đối với cả người dân trên địa bàn tỉnh Yên có các cái hoàn cảnh khó khăn, công ty tặng hơn 700 suất quà Tết, mỗi suất quà là khoảng 400.000. Năm nay tỉnh trích ngân sách gần 45 tỷ đồng, tặng gần 70.000 suất quà Tết cho người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trên 180 tấn gạo tặng các hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Sự chung tay của toàn xã hội tăng cường nguồn lực để tri ân, chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, quan tâm đến hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đã và đang khơi dậy và lan tỏa tình cảm yêu thương của cả cộng đồng trong mùa xuân mới. Những ngày này, làng nghề chế biến bánh đa xã An Viên, huyện Tiên Lữ lại tất bật tranh thủ ngày đêm sản xuất để chuẩn bị nguồn hàng, sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết. Làng nghề hiện có trên 50 hộ làm, tập trung nhiều tại hai thôn là Nội Mai và Nội Thượng. Những năm qua do nhu cầu tăng cao, nhiều hộ đã thay thế làm bánh thủ công, chuyển sang sử dụng máy móc, áp dụng trang thiết bị hiện đại, hợp vệ sinh, qua đó giảm bớt được sức lao động, đồng thời tăng được sản lượng phục vụ thị trường. Thời điểm gần Tết Nguyên đán, nhu cầu tăng cao, vì vậy mỗi cơ sở ở đây phải sản xuất nhiều hơn từ 2 đến 3 lần so với từng ngày. Để có được những chiếc bánh đa mỏng mịn dẻo thơm, người làm bánh phải tuân theo quy trình từ xay bột gạo đến tráng bánh, đem phơi, xếp lại theo từng thép đến đóng gói. Do đó, đầu ra của sản phẩm dịp Tết được tiêu thụ khá thuận lợi, làm đến đâu hết đến đó. Đến trung bình một ngày, các cơ sở có thể sản xuất ra được từ 2 tạ đến 1,5 tấn, chủ yếu làm bánh đa cua, bánh đa bún, bánh đa phở và được xuất bán cho các tỉnh thành như Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và Hà Nội. Trong đó, nhiều hộ làm bánh lớn như hộ ông Đỗ Văn Hưng, ông Đỗ Văn Tới, thôn Nội Thượng, mỗi năm cho thu lãi từ 200 đến 400 triệu đồng. Thời điểm hiện tại, các hộ sản xuất giò chả Chai Trang, thị trấn Yên Mỹ đang hối hả vào vụ sản xuất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Ngày thường, toàn bộ quá trình chế biến giò chả chỉ có vợ chồng ông Thủy cùng nhau làm. Sản lượng mỗi ngày dao động từ 30 đến 40 kg giò chả các loại. Tuy nhiên, càng giáp Tết, nhu cầu tiêu thụ tăng cao, khi cao điểm có thể gấp 4 đến 5 lần ngày thường. Ông bà phải huy động tất cả người thân cùng tham gia sản xuất. Bình thường ở nhà em thì em buôn bán quần áo ấy, thì cuối năm thì nhà bác nhiều việc thì mình lên mình hỗ trợ ấy. Công việc thì làm từ khoảng 2 giờ đến 10 giờ sáng, mới làm được 1 tháng nay thôi. Giò chả Chai Trang vừa được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Uy tín trên thị trường tăng cao nên sản lượng đơn hàng cũng lớn hơn. Những năm trước, từ 20 âm lịch, làng nghề mới chính thức vào vụ Tết, thì năm nay qua rằm tháng Chạp, đơn hàng đã gia tăng. Hầu hết các hộ sản xuất đều phải tăng nhân lực. Thời gian chế biến cũng kéo dài đến gần 11 giờ trưa thay vì 4 đến 5 giờ sáng như trước. Do đó, từ cuối tháng 11 âm lịch, các hộ sản xuất giò chả đã chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu, bố trí thời gian giao nhận phù hợp, đảm bảo chất lượng. Chúng tôi đã hợp đồng với lại các cơ sở giết mổ và cung ứng, thì bắt đầu từ đêm, khoảng đêm là 1-2 giờ là họ đã cung cấp
và cách khoảng một vài tiếng họ lại chuyển dần đến thì nó mới bảo đảm được cái chất lượng, chứ nếu mà thịt mà ngay một lúc mà cung cấp ngay thì nó sẽ không bảo đảm. Họ sẽ giết mổ theo từng giờ một. Trước kia nhỏ lẻ là cái máy xay thì chỉ có 1 cân, nhưng bây giờ tăng đến 5 cân, không luộc bằng nước nữa mà đưa hết vào các tủ để hấp theo kiểu thấp hơi thì bao nhiêu nước nó sẽ giữ lại được và cái nhãn hiệu giò nó sẽ ngon hơn, thì các công ty người ta biết được, người ta sẽ về người ta đặt. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày Tết đến xuân về, mọi người thường hướng về nguồn cội, hướng về những phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Điều này đang được công ty cổ phần Bảo Hưng trên địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên luôn hướng đến để giúp người lao động thêm gắn kết và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ nhiều năm nay, chuẩn bị bước vào đợt nghỉ Tết, công ty cổ phần Bảo Hưng lại tổ chức gói bánh chưng để chia cho người lao động. Trong đó, không ít người lần đầu được thử sức gói bánh, từ đây giúp nhân rộng việc gói bánh tại mỗi gia đình công nhân lao động. Được tham gia hoạt động gói bánh chưng này cảm thấy rất vui và phấn khởi, vì ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện để cho anh em được duy trì cái lễ lễ gói bánh chưng truyền thống Tết Nguyên Đán của đất nước Việt Nam chúng ta. Bữa cơm tất niên của công ty cũng không thể thiếu những chiếc bánh chưng do chính người công nhân làm ra. Cùng với những phần quà khác thì cuối năm, tuy không lớn về giá trị vật chất mà mang đậm tinh thần, tình đoàn kết gắn bó chủ doanh nghiệp với người lao động và ngược lại, giữa người lao động với chủ doanh nghiệp, cùng trong một mái nhà chung, nỗ lực cố gắng xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh hơn, thu nhập của người lao động ngày càng cao hơn. Là một công nhân của công ty đã được 13 năm thì em thấy là môi trường làm việc của công ty rất là thoáng mát, có cả hệ thống điều hòa, cũng như là ban lãnh đạo công ty thì rất là quan tâm đến đời sống của chúng em để cho chúng em là yên tâm công tác và vẫn đảm được việc của nhà. So với mức lương là rất là cao hơn mấy năm trước rất là nhiều ạ. Sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động mà trước hết bằng thu nhập, bằng môi trường làm việc tốt đã giúp cho Bảo Hưng phát triển quy mô sản xuất đến nay lên hơn 900 lao động. Năm 2022 đạt tổng doanh thu gần 180 tỷ đồng. Nhiều đơn hàng sản xuất đã ký đến hết tháng 6 năm 2023. Bạn hàng của chúng tôi thì họ cũng rất tin tưởng nhà máy chúng tôi và cũng hứa là sẽ lo những cái đơn hàng tốt cho Bảo Hưng chúng tôi. Và chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực với cái lòng tin của khách hàng, vì chúng tôi cũng đã đón được vấn đề đó và chúng tôi làm tốt cái công tác chất lượng, vì vậy là khách hàng rất tin tưởng. Những cam kết của đối tác về đơn hàng sản xuất là niềm vui thể hiện sự cố gắng của mỗi người lao động công ty đã không ngừng nỗ lực sản xuất, nâng cao năng suất lao động trong thời gian qua. Niềm vui này còn góp phần làm cho mùa xuân đang đến gần thêm tươi và vui hơn. Một thời gian phục chế, nghiên cứu, tham vấn từ các chuyên gia để đánh giá về 3 chiếc trống đồng và 1 chiếc thố đồng phát hiện đầu năm 2022 ở thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Đến nay, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên thống nhất đưa các hiện vật này vào bộ sưu tập văn hóa Đông Sơn. So sánh đồng dạng cho thấy các hiện vật phát hiện tại thôn Ngọc Loan có cấu tạo và hình dáng tương đồng với một số trống thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.500 đến 2.000 năm. Như trống Hoàng Hạ, phát hiện năm 1937 tại xã Hoàng Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Trống Cửu Cao, phát hiện năm 1964 tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Các điểm tương đồng về hoa văn hình học là đường chấm nhỏ, vành chỉ trơn, vòng tròn chấm giữa tiếp tuyến, vòng tròn đồng tâm chấm giữa có tiếp tuyến, hoa văn răng lược, vạch xiên và vạch ngắn song song. Trung tâm của mặt trống có ngôi sao tượng trưng cho thần mặt trời và hình chim lạc. Quai trống hình dây biện thừng. Qua tham vấn từ Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á cùng các chuyên gia về cổ sử, cổ vật, khảo cổ, mỹ thuật đều thống nhất nhận định đây là hiện vật thuộc thời kỳ văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.500 đến 2.000 năm, thuộc loại Heger 1. Việc xác định chính xác niên đại của hiện vật cần thông qua phân tích đồng vị carbon nhưng rất tốn kém, phức tạp nên chưa triển khai được. Ba người phát hiện và giao nộp những hiện vật này ở xã Tân Quang đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc phát hiện các hiện vật này là minh chứng rõ nét cho thấy từ trước công nguyên, vùng đất Văn Lâm, Hưng Yên ngày nay đã có con người đến tụ cư, sinh sống. Đây là lần thứ 3 phát hiện trống đồng Đông Sơn trong lòng đất tại tỉnh Hưng Yên.
Kính thưa quý vị, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Táo lên thiên đình để báo cáo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Đây là một nét văn hóa đặc sắc, một phong tục đẹp của dân tộc đã được lưu truyền và gìn giữ bao đời này. Sáng 23 tháng Chạp, gia đình ông Kiểm bà Như ở phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên cùng nhau chuẩn bị cho ngày Tết ông Công ông Táo. Phụ nữ trong nhà phụ trách việc bếp núc, chuẩn bị các món ăn truyền thống cho mâm cỗ cúng. Đàn ông phụ trách việc bao sái ban thờ, trang trí bày biện, sửa sang lễ cúng. Trong sự chuẩn bị của gia đình chúng tôi thì không thể thiếu được ba ông cá chép. Ba ông sẽ về trời mang những mong muốn của gia đình chúng tôi báo cáo với Ngọc Hoàng là những cái việc làm của chúng tôi trong năm vừa qua và những cái điều chúng tôi mong muốn của năm tới. Truyền thống của gia đình nhà tôi, ngày này không khác gì với ngày giao thừa đêm 30 ngày mùng 1 cả. Thứ nhất là cúng ông Công ông Táo về trời. Thứ hai nữa là báo cáo cả tổ tiên là các con các cháu qua một năm vừa rồi mạnh khỏe, đấy, học hành tiến bộ này, làm ăn thì cũng thịnh vượng. Theo phong tục, lễ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời được tiến hành hoàn tất trước 12 giờ trưa bằng việc thả cá phóng sinh. Nghi thức này luôn được ông Kiểm thực hiện với tâm thế trang trọng, thể hiện được ý nghĩa của nét văn hóa truyền thống. Với gia đình ông bà, ngày Tết ông Công ông Táo cũng là dịp để mọi người trở về nhà sum họp quây quần sau một năm làm việc vất vả. Chúng tôi dù có bận công việc mấy, để sắp xếp, phụ giúp bố mẹ để lưu giữ cái truyền thống của dân tộc Việt Nam mình, thì trong lòng là cảm thấy rất là vui, ấm áp tình gia đình, nó tạo cho mình cái động lực để năm sau mình còn phấn đấu cố gắng hơn nữa trong công việc, cũng như có nhiều thời gian để quan tâm đến gia đình. Ông Công ông Táo được coi là phúc thần che chở cho khát vọng hạnh phúc của con người, góp phần xây dựng tổ ấm của mỗi gia đình. Phong tục làm lễ tiễn ông Công ông Táo về trời, thực hiện đúng mực sẽ góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống hiện nay. Với mục tiêu xây dựng mỗi làng quê nông thôn trở thành nơi đáng sống, thời gian qua huyện Tiên Lữ đã và đang tích cực xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong không khí đón mùa xuân đang về, những ngày này người dân tại đây niềm vui như được nhân đôi khi diện mạo quê hương đang từng ngày khởi sắc. Đổi thay lớn nhất trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Muội Sảng, xã Hưng Đạo phải kể đến là hệ thống giao thông nông thôn. Tại khắp các tuyến đường vào làng, người dân đang vui mừng khi mùa xuân này được đi trên những con đường thanh thang, rộng rãi, được trang trí cờ hoa đủ màu sắc. Bên cạnh đó, nhà văn hóa cũng được xây mới khang trang, sạch đẹp hơn để chuẩn bị đón mùa xuân về. Về xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi thực hiện cũng nhiều năm nay rồi. Trong xóm đều có đường bê tông cảm, đi lại thuận tiện. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân, chúng tôi tổ chức là vận động nhân dân là dọn vệ sinh, để treo cờ tổ quốc. Từ một thôn còn khó khăn và thiếu nhiều về các tiêu chí, đường, điện, hệ thống chiếu sáng. Sau hơn 3 năm nỗ lực, thôn Cao Đông đã vươn lên trở thành điểm sáng trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay 100% các con đường vào thôn được giải áp phan, những ngôi nhà cao tầng với đầy đủ tiện nghi. Ủy ban nhân xã đã cùng với địa phương đầu tư các cái công trình phúc lợi, đặc biệt là các cái đường nông thôn toàn bộ trục chính của địa phương chúng tôi hiện nay là rộng tầm 5 mét, được đổ áp phan, bà con rất là phấn khởi, chuẩn bị là đón một cái Tết thật vui vẻ. Đến nay huyện Tiên Lữ đã có 13 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có 7 thôn vừa được công nhận vào năm nay. Diện mạo nông thôn ở các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất của người dân được cải thiện, ấm no, văn hóa tinh thần đa dạng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì đặc biệt là bà con nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng tu sửa nâng cấp tôn tạo đình làng và ngày một phát triển tốt, công tác là đảm bảo vệ sinh môi trường thì chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ tất cả các đồng chí trưởng thôn là phối hợp với các tổ tự quản của các thôn để chúng ta tổng dọn vệ sinh cũng như là treo cờ hoa để đón Tết Quý Mão. Mùa xuân mới đang về, người dân các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Tiên Lữ phấn khởi trước thành quả đã đạt được và sẽ không ngừng nỗ lực để tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh,